Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàn Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, bình luận cảm xúc khi nghe chuyện, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh chuyện ma tác giả Hàn Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe qua câu chuyện của bà Hai Hồng. À, bà chia sẻ rằng á, thì con cháu của cái người mà xảy ra câu việc á câu chuyện á thì vẫn còn sống tới bây giờ rồi ở gần nhà bà nữa cho nên á là bà xin mạng phép không có nói ra địa điểm cũng như là cái tên thật à, thì à, câu chuyện này à, xảy ra bà nói là cũng độ khoảng là 43-44 năm rồi lúc đó bà khoảng hai mấy tuổi thôi thì câu chuyện nó như thế này kể về một cái người vợ ma. để trong sớm của bà Hai á uh, thì bây giờ á là do cái nhân vật á vào thời điểm đó thì chỉ khoảng là 32 33 tuổi thôi. À, cho nên là bảo sẽ gọi vào cái bằng chú thôi cho dễ kể nha các bạn. Thì có gia đình của cái chú Dõng Chú Dõng này chú thứ hai. Thì khi mà cưới vợ đó chú được ba má cấp cho một cái khoảng đất và cắt một cái nhà. Ở cách nhà của ba má ruột Độ ngắn thôi Chỉ độ khoảng 70 thước Và trong khoảng 70 thước này là cái khoảng đất trống Không có nhà cửa ở Chú hai giọng à, Thì Khi mà cưới vợ về đó Chú sinh sống rồi có hai người con Người con trai đầu tiên Lúc đó chỉ độ khoảng là 6 tuổi thôi À, đặt tên là dạc và bé gái à, đặt tên là lắm bé gái đó thì cũng nhỏ hơn um, bé dạc là một tuổi và vợ của ông chú uh, giọng là cô nhị thím này thím nhị thì cái bà thím này á, cái tính tình thì hơi khác với lại chú dạc một chút chú dạc là cái người mà dễ gần lắm Nhà cửa thì kiểu cũng như cũng khá giả chứ không phải là 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 nghèo khó gì, nhưng mà chú rất là là dễ gần và nói chuyện nó nhã nhặn. Gần như là từ nhỏ tới lớn người ta không thấy chú đi gây gổ dai cả. Bởi vậy là sớm chờ người ta cũng quý cũng thương lắm. Nhưng mà vợ của chú là thiêm Nhị có một cái tính nó hơi ngang bướng và vào thời điểm đó theo lời chia sẻ của bà Hai Hồng á là khi mà con dâu ở trong sớm của bà ngà về nhà chồng ta nói làm cái gì cũng kỹ càng ở trên các bạn ý tứ đàng hoàng là không nhưng khi người lớn trong nhà mà nói có quan ức gì cũng không dám cự từ từ thỏ thẻ mà nói thôi nhưng mà cái tính của thím hai nhị này nè thì ngang và nói chung là thím cũng không phải là là cái kiểu cái người xấu gì mà cái dạng giống như là hơi đọc mồm đọc miệng chút xíu ăn nói hơi chua ngoa chút xíu thôi chứ cái tính thì cũng không phải là hại người ta hay là là, là bắt lương gì không phải các bạn nhưng mà đặc biệt á thì thiếm có một cái tính khó chịu nhất chính là cái tính ghen tuông bóng gió tôi nói cái gì cũng ghen chứ á ghen nhiều cái là là từ trên trời rơi xuống không à mà mỗi khi ghen tuông lên rồi thì hỡi ai á mà nói chuyện thuận với cái lời của thím thì thôi còn như những người mà đi chung chơi chung với thím này nọ trong xóm chờm đó trong sớm chờ á các bạn Mà người ta dựa theo cái sự việc Người ta phân, tích đúng sai ra đó Mà chịch ý của thím Thì cỡ như thím cự nữ thím làm dữ lắm Dần dài rồi thì tiếng có cái thím có cái tiếng là hung dữ trong sớm Và gần như là là, là là, là, Người ta nói chuyện chào hỏi thím là chẳng qua là lỡ gặp thì chào hỏi thôi Chứ không ai muốn chủ động mà qua nói chuyện với thím Từ từ cái thím bị cô đơn đó các bạn rồi sanh ra là thím lúc đó là thím không biết thím sai thím ganh ghét người này ganh ghét người kia chú giọng á, thì tội cho ổng lắm ổng cũng đi sớm chờ ổng cũng biết cái tính của vợ mình ta nói tới cái ghen mà tới cái mức độ như thế này thì thôi cũng thua rồi các bạn trong sớm trong chờm vậy đó thì cái lúc mà 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 cái người mà người ta không có chồng ở nhà đó chồng ta đi bận công việc gì đó thì bữa đó có trời giông trời gió nó ngã mấy cái nhánh cây rồi nó sụp vô cái nhà bếp cái con cái người đó người ta cũng lớn rồi cũng mười mấy tuổi rồi mười mấy mười hai mươi rồi nhưng mà hai mẹ con thì người ta làm không nổi sớm chờm với nhau mà mình đàn ông đàn ơi nữa người ta qua người ta nhờ phụ chỉ có vậy thôi mà ghen lên rồi làm vậy với trời hết trơn bởi vậy cái tính mà vậy rồi không không có nghĩ cho người khác các bạn cứ nghĩ là mình đúng rồi rồi cứ ghen bóng ghen gió nói này nói kia người ta thành ra là đâu có được lòng mọi người sớm đâu cái tới cái năm đó thì vì Thím Nhị Thím Nhị bị bệnh một cái chứng bệnh mà giống như là cái năng y đó bị ung thư đó các bạn không có cứu không có cứu được rồi sau đó thì cũng chạy chữa dữ lắm nhưng mà cuối cùng thì thím cũng mắc khi mà thím mắc rồi đó thì có hai cái chiều suy nghĩ trong sớm. một là do cái căn phần cái số của, của thím nó như vậy rồi là, là, là mang cái chứng bệnh đó rồi thì phải mắc thôi à, bây giờ là còn lại chú dõng phải nuôi hai đứa con à, gà trống nuôi con cũng tội cho ổng và một cái chiều ý kiến khác thì nó hơi có cái phần à, <laughs> trả đũa một chút xíu là kiểu như bình thường thím sống không có được tốt với mọi người đó cái tính cách nó, nó, nó như vậy đó mặc dù là thím cũng chưa hại ai con cái là cái sinh hoạt thường ngày rồi cái tính cách như vậy đó, người ta người ta không thích thì người ta nói ô nhỏ đó nó 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 bị như vậy cũng do nó ăn ở rồi à, cũng phẻ cho thằng chồng đó thằng cái đó mà hiền lành tốt tính vậy mà cưới phải vợ như vậy thì cái này nó cũng hơi quá các bạn bởi vì vợ chồng là duyên số mà rồi khi mà đã không hợp nhau á thì đương nhiên là cái chuyện mà 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 mà, mà uh, chia tay nhau thì cái chuyện đó theo tôi nghĩ là bình thường tại vì sống không hạnh phúc. Có một cái là tính tình như vậy nhưng chú uh, giọng biết rõ vợ mình là cũng vì thương con, thương gia đình, thương mình thôi. Sanh ra mấy cái ý đó nhưng mà do là cái tính tình nó cố chấp này nọ nó nói không nghe. Nhưng mà cái đó ở vấn đề là chấp nhận được khi mà cái người vợ này vẫn lo chu tắc nội việc trong gia đình. Và ai đụng chạm gì tới gia đình là thím luôn luôn ra mặt để giữ cho gia đình mình là không bị người ta nói này nói kia. Và cũng không có hại ai. con cái là tính tình là khó chịu thôi. Đó. Cái sau khi mà chôn cắt thím xong rồi. Tới cái ngày 49 ngày của thím á là khuya đêm đó nha cái đứa con 7 tuổi của thím đứa con trai à, tên là dạc thì cái em dạc này tối em ngủ á em mới nằm mơ thì em thấy thím về đi thím về thím vuốt đầu rồi thím mới nói như vậy nè thím nói con ơi con con yên tâm đi mẹ đâu có đi đâu đâu mẹ ở gần bên con không có ai mà đụng chạm được tới con hết trơn không ai đụng chạm được tới gia đình mình hết trơn á thì khi mà 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 mà, mà à, thím nhị á thím hiện hồn về hay là cái gì đó thím báo cho con mình biết cái điều đó em dạt sáng ra mới cởi rồi cởi cho chú giọng nghe cha mình nghe xong rồi cũng chạy về bên nhà nội cũng kể cho ông bà nội rồi mấy chú ở trong nhà rồi mấy thím ở trong nhà rồi cởi hết luôn tại vì bé bé nói là con thấy rõ ràng mẹ vuốt đầu con mẹ nói với con vậy đó thì Âu dẫu sao vẫn là một cái lời nói của một cái đứa nhỏ Thêm một cái nữa là nhằm khi nó nhớ mẹ nó, nó thương mẹ nó Thì đêm hôm mới nằm ngủ, nó nằm mơ, nó thấy bà Cái cũng tìm cách này, cách nọ, nói qua cho con nít mà Nói từ từ thì nó cũng hết, nó đâu có còn suy nghĩ tới cái việc đó Nhưng chỉ ngay vào tối đêm đó Thì trùng hợp nó có xảy ra một cái việc như thế này là em dạt trong cái lúc mà em chơi mà em chơi bắn bi các bạn bắn nặng bóng chung với những cái em nhỏ nhỏ trong xóm nè thì đương nhiên chơi cái đó thì hồi đó cũng có người ngang ngang tuổi với em, cũng có người lớn tuổi hơn. Thì trong số đó có một em tên là Huy. Thì cái em Huy này á là 14 tuổi, có nghĩa là tuổi gấp đôi. À tuổi gấp đôi em em Dạt. Thì cũng nít nó chơi mà các bạn, có thắng có thua. Em Dạt thì gia đình của chú em, giọng á là cũng khá giả này nọ cho nên là cái dịu mà bi này nọ mua cho con nó chơi nhiều lắm. Thì nói nào ngay cái em Huy 14 tuổi đó em lớn hơn cho nên là cái sự khôn dạy em có nhiều hơn mà nhà em á thì cũng không có khá uh, bi mua đâu phải là lúc nào cũng có tiền mua đâu thì khi mà em qua em chơi á thì đương nhiên nó lớn hơn nó khôn hơn mà nó chơi thì phải thắng chứ chứ đâu có thua được em giạt được nó chơi nó ăn quá nhiều đi thì cái số bi của em giạt á nó còn rất là ít cái em dạc chơi một hồi nữa cái em dạc thua hết thì em dạc mới nói về nè nói anh huy anh huy bây giờ anh cho em mượn đi em mượn 5 năm viên bi đi đó rồi em chơi mà hồi đó nít hay gọi là năm cục đạn á các bạn cho em mượn năm cục đạn đi em chơi em huy không cho nó mày hết đạn rồi mày mày chơi rồi, rồi có đâu mày trả tao thì em em dạc á em mới nói là thì anh cho em mượn đi ngày mai ấy, em ba em cho tiền em rồi em mua em trả là anh đặng mới rồi cuối cùng á, là em huy không cho còn em dạt thì cứ là năn nỉ hoài tại vì đang chơi vui mà mà không muốn nghỉ thì lúc đó chơi cũng đông lắm nghe cũng bảy 8 đứa nít lặng chứ phải là chỉ hai đứa chơi với nhau đó thì sau đó cuối cùng là cũng... em huy cũng không chịu dạt năn nỉ hoài huy bật bực cũng đuổi ra để mày đi ra đây mày chơi mình là chỗ tao chơi mày lại mày 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 mày, 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 mày mượn hoài hồi tính mày giờ dũng nít mà các bạn đó thì cái em 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 dạt em mới nói là thì em mượn anh không cho anh nhớ ngày mốt mình đừng mượn đồ gì em chân nít nó qua nó lợi hồi á thì em em dạt bị em huy đá một đá à, có cái sự việc đó là có thì khi mà đá như vậy á mấy cái em mà cũng đồng tuổi với em huy á ở gần đó mới can ra nói là mày mày lớn sao mà đánh nó Rồi cũng binh em 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 giặc. đó thì cái chuyện nó cũng chỉ nhỏ như vậy thôi đó. À, cái lúc mà đi về á em 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 dạt cái kiểu mà em mới 7 tuổi à nhưng mà cái giống như là uh, em bị người ta đánh vậy đó cái em em không chịu thua em mới chỉ mặt em chửi rồi em nói là mày nhớ nghe mày nhớ mày đánh tao tao về tao mét má tao nè thì em huy em nghĩ là má mày chết rồi mà mét gì nữa nít mà nó dặn lên thì nó nói như vậy các bạn xong rồi cái em huy em chạy về em chạy về thì cái 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 uh, em lắm á là con con gái mà cũng chạy theo anh hai mình anh hai nay anh hai, ra chờ em đó cái mới chạy về nhà chạy về nhà thì cái lúc đó cái cũng có người lớn người ta đi ngang người ta hỏi vụ gì mà nó vừa khóc nó vừa chạy vậy thằng thằng huy nó đánh á thì cái người lớn người ta lại ta la ta nó con lớn hơn em mà sao con chơi con đánh em nó mượn con hoài mà mà con nó không chịu con không có cho nó mượn mà nó mượn hoài thì có gì đâu thì chính cái ông người lớn đó đó ổng mới đi qua tại ổng biết giờ này là ông um, chú dũng á, ổng đang đi màng, ổng chưa có về. À, thì ổng mới đi qua bên nhà của um, chú uh, chú dũng, ổng mới dòm vô thì ổng thấy hai nhỏ này làm gì trời Em lắm con gái đâu biết gì thấy anh mình nó lấy nhang ra đốt cúng mẹ mình, thì nó làm theo. Hai anh em nó cũng như vậy là rất rất hai ba giờ trưa mà tự nhiên hai đứa chạy vô trong nhà chân cẳng còn đắt không mà nhà là của chú 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 Võng là nhà gạch, gạch, tàu hồi xưa các bạn nhà ngói gạch tàu á nó mới cúng quải rồi nó nó quỳ nó lại mà nó vừa lại vừa khóc Ông ổng đi vô gần thì ổng nghe nói mẹ mẹ uh, quỳ đánh con lớn con đánh con đá con sưng đít hết trơn mẹ ơi mẹ bây giờ mẹ, mẹ mẹ nói mẹ, mẹ, mẹ bảo vệ con đồ nít mà không biết đâu nó nằm mơ thấy như vậy giờ sáng trưa ra nó chơi thì nó, nó nghe những cái điều đó nó bị những cái đó thì nó về nó mát mẹ đó thì cái ông chú này ông mới vô nó con ơi con thôi đưa nhang đây à, chú cấm cho rồi ông cấm xong cái ông mới thọt tay túi móc tiền nói nè chú cho tiền hai đứa đi ra ngoài cái chỗ uh, uh, cái bà bán đồ mũ tại à, đó mấy cái người bán đồ mũ mà để đi bán đồ mũ các bạn thì người ta hay có bán mấy viên đạn đó, đó nó ra ngoài mua đi nó mua cái này mặc sức cho con chơi cái em dạt mới mới cảm ơn mừng rất là vui là vui trở lại rồi hớn hở chạy ra ngoài đó để mua đem về thì lúc đó đem mua về xong nó cũng gần 4 giờ chiều rồi các bạn mà con nít hồi đó ha chơi về chơi 4 giờ rưỡi là 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 nghỉ giờ đang tắm rửa chuẩn bị ăn cơm là con chơi được nửa tiếng à cái em huy xin lỗi các bạn là em huy á em đi vô em gặp em dạc em không có chơi em mới qua em rủ mấy người khác chơi cặp bên đó chứ không có chơi chung thì em dạc em mới chơi 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 cái tự dưng cái tới lúc mà em đi mất tiểu á em mới đi ra ngoài em tiểu thì khi mà em tiểu như vậy á nó nít chứ phải là nó người lớn là nó biết rồi các bạn là em thấy á là mẹ của mình á đứng sau lưng chân bóng mát con ơi con con yên tâm đi con đừng có khóc đánh con hả? Mẹ cho nó hết đi luôn. Đó, cái em Huy mừng. 7 tuổi hồi đó không phải như mình giờ các bạn. 7 tuổi đó còn khờ lắm. Tại vì ít có, có, có ra ngoài tiếp xúc này nọ cái phương tiện truyền thông rồi nó không có nữa. Rất là hạn chế. Cho nên là em Huy, em xin, xin lỗi các bạn là em 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 em, dạc, em mừng quá, em chạy vô. Em chạy vô em chỉ mặt em Huy á, em nói là "Mẹ mẹ tao nói rồi đó, mày đánh tao nghe." là mẹ nó cho mày hết đi luôn Tôi sợ mẹ mày quá tôi sợ mẹ mày quá em huy nói vậy mẹ mày chết rồi cái gì đó tao sợ cái mấy đứa nhỏ khác nó mới nói là ừ mẹ nó chết mẹ thành ma là 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 là, là uh, dời bắt mày đó con cái em huy hơi sợ và không dám nói nữa cái tối khuya đêm đó mọi người cũng đâu có biết chuyện gì đâu các bạn ngay cả chú Dọng cũng không biết luôn chú giọng về cũng con cái này nọ rồi cũng nghe kể sơ sơ là là em lắm á, thì chú già cũng la chú giọng cũng la chứ chú giọng nói là con ơi con mai mốt lỡ mà anh có không chịu thì thôi con đừng có xin đừng có năn nỉ nữa anh đang chơi mà con lại con xin hoài sao anh chơi cho nên là anh dặn anh mới vậy chứ bình thường anh cũng đâu có có con đánh con hay là hiếp con đâu có gì con về con nói với với ba chứ con đừng có cải cãi mà con kêu anh bằng mày vậy là không có tốt nha con dạ dạ con con biết rồi ba con biết rồi ba thì lúc đó em em già có có đạn rồi mà chiều đó em chơi em thắng lại nữa cho nên là cũng vui rồi đâu còn nghĩ gì nữa về khuya đó ngủ khuya đó ngủ nha mà khoan khoan hãy nói cái vụ của chú giọng nói cái vụ của đứa bé em bữa trước thì nhà của nó cũng hơi nghèo các bạn nhà thì nhà tre nhà đất ngủ á thì gia đình quấn quýt ngủ với nhau ba má thì nằm bên dắt bên đây còn mấy anh em ba bốn đứa nằm dắt bên đây mà nhà thì giống như là cái cửa đâu phải như mình ở ngoài các bạn dòm vô các bạn thấy hết trơn à nhà cái cửa bằng cửa tre đó các bạn đóng thành ô thành ô lại á thì dòm ở ngoài dòm vô thấy hết trơn vậy đó trong lỏng trong liêu à tối đó em ngủ đi thì, thì bà thọt tay vô cái cái cửa sổ á bà mới nắm giò thằng nhỏ bà lôi bà lôi thì bà không biết bà làm cái gì gì nhị các bạn mà bà nghiến răng càng két càng két bà nói vậy nè bà nói mày mày đá con tao mày đá con tao bà mới gịch cái giò nhỏ nhỏ sợ quá nhỏ la làng lên nhỏ mở mắt ra nhỏ thấy nhỏ thấy là cái tay dài thồn kéo nhỏ ra đó. em huy quá sợ rồi la lên ba má em huy mới, mới mới chạy qua hỏi cái gì cái gì thì em la làng lên em nói là là bà nhị bà nhị em có kêu bằng gì bằng thím mà em kêu là bà bà nhị bà nhị bà nhị mới kéo giò con mới kéo giò con đó thì ba má của em huy á cũng không biết cái chuyện gì kéo dò hay là tại nhu nhà thì mình cũng cách nhà của um, uh, chú giọng á đâu cũng là, là nửa cây số rồi chứ đâu có phải ít đâu năm trăm thước lận thì mới không hồi chiều cũng nghe nói mấy đứa nhỏ chơi về cũng la cũng rầy cũng không có cho là đánh em đó thì mấy đứa nhỏ nó cũng kể cái vụ mà 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 em em dạt em nói á má mẹ tao biết rồi tao biết mẹ tao mẹ tao biết rồi đó. mẹ tao nói là cho mày khỏi đi luôn mấy đứa nhỏ nó kể là như vậy ba má em thì cũng nghĩ là trời ơi mấy đứa nhỏ dùng nó cự nữ nhau mà có gì đâu ai về đâu tối đó ba về bà kéo chừng nhỏ cái bà má mới sợ ba má của em huy mới sợ rồi ba của em huy mới đi ra bên ngoài đi ra là bên hông nhà nói chị 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 nhị ơi con nít nó không biết Uh, thôi uh, chị uh, nghĩ tình uh, vợ chồng tôi chị bỏ qua giùm đi uh, thôi tôi uh, hứa là mai mốt tôi không có cho con tôi năng hiếp uh, hay là nó nó đánh đập gì đâu uh, chị yên tâm đi uh, thương vợ chồng tôi bỏ qua đi chị cũng kháng giá vậy tại vì con mình la làng nói vậy mà con cái thì lúc đó nó nó, nó la xong rồi nó cũng bình thường các bạn nó vô nó ngủ ba má nó thấy vậy mới kêu qua bên phòng bới là bên cái giường của mình á ở trong mùng mới ngủ chung rồi cũng cái giờ khuya đêm đó ở nhà của ông chú chú giọng á, ông đang ngủ vậy đi, thì ông ngủ chung với hai đứa con mà bây giờ gọi trống nuôi con rồi mà đó giờ ông cũng 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 thương vợ lắm, ông biết cái tính vợ mình nó không phải là là là, là xấu quá mà cái kiểu là cái lời nói nó không có được đẹp, cái cách cư xử nó không có được tế nhị thôi, đó, ông cũng thương, tôi nói suốt ngày đêm đồ này nọ ha từ khi uh, vợ mắt tới bây giờ á, thì chú giọng á đêm nào cũng vậy, ông da ông đốt nhang ít nhất là 3 lần. Thì các bạn mỗi đêm ngủ mà đốt nhất. Đốt, giống như là đốt sớm thì ông không có kể đó nha. Giống như là 9 giờ ông đi ngủ rồi từ đó tới sáng ông đốt ít nhất là phải ba lần nhang. Mà ngày nào như ngày nãy, không bỏ lỗi ngày nào hết. Cái hôm đó ông đốt tới cái lần nhằn nhang cuối cùng rồi. Cái lần nhang thứ ba rồi các bạn. Là lúc đó ông ông độ ông ông độ chừng là cũng khoảng là 2 giờ mấy rồi, hai giờ mấy khuya. Đó ông mới đi vô ngủ một sáng còn đi mặn nữa ông đi vô ổng đi vô ổng đang nằm thiêu 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 thiêu, thiêu, thiêu vậy đó ổng thấy có cái bóng người đi từ phía sau bếp đi ra mà cái bóng này y chang như cái bóng cái vợ của ổng mà hồi lần khi mà chết mặc đồ sao á cái mặt y chang vậy đó có lặng mặc đồ mà cái cái áo mà cái loại cái áo mà của mấy cái người mà hay mặc đồ bộ á các bạn mà nó giống vậy thôi nha chứ cái lúc mà 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 thím chết thì thím không phải mặc đồ bộ mà thím mặc cái quần đen còn cái áo là cái áo giống như là có bông hoa đồ nó, nó thiêu ở trên màu xanh đó bà mặc y nguyên cái bộ đồ đó bà đi ra tự trong mới đi ra thì khi mà chú gặp một cái chú quảng hồn quản dưới liền các bạn chú ơ ơ mà tự động cả người cứng đơ hết bà mới đứng ngay cái đầu giường á bà mới nói anh á coi con coi vậy đó để cho mấy thằng 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 thằng, quỷ nhỏ đó, đó mà kêu là quỷ nhỏ quỷ nhỏ đó nó đánh con tôi đó thì lúc đó ông cố gắng ông nói chuyện thương thì thương nhưng mà nửa đêm nửa hôm bả xuất hiện vậy nhưng mà không sợ sao được các bạn cũng phải sợ chứ ông cũng hơi cà rung cà rung cà rung rồi mà phải đứng trên đầu nằm bắn yến nhân càng két càng két vậy nha ông mới ớn quá đi mà ông nói chuyện không được ông gồng không được cả người ông cứng ngắc à giống như thể là bà, đè, bà đè ông lại vậy đó ông nói chuyện không được rồi ông ráng ổng bình tĩnh mình phát ra cái âm thanh không được thì mình nói trong đầu mà giờ mình thế nào cũng nghe nó cũng hơi sợ rồi em ơi anh có nghe cái vụ đó rồi nhưng mà con con cô nít mà em ơi thôi thôi em 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 đừng có vậy để có gì sáng á anh anh bồng con qua đó rồi em bắt nó 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 nó, nó xin lỗi con mình khỏi đi đợi tới ông hả đợi tới anh hả cho nó khỏi đi rồi nó không đi đâu ra được đâu mà nó xin lỗi con anh nhớ nha Một giữ con tôi giữ giữ đàng hoàng nha đi bằng để nó theo nha nói vậy đó cũng như còn sống vậy trời cái ông quá sợ rồi nhưng mà lúc đó đó thì bà mới điên bọc vào phía sau bọc xin phía sau, sau bếp và mất tiêu ông gồng mình một cái nó mồ hôi một cơm đổ đầy ở trên các bạn thì mọi thứ mọi cái giác quan mọi cái uh, sự việc cái lúc đó đó ông cảm nhận một cách rất là chân thật không giống như cái nằm mơ thậm chí cái lúc đó ông gường ông gồng ông gượng làm sao làm sao á đều ra một cách rõ ràng hết ông lờm cộm ông bước xuống ông đi ra ông đi ra ông mới thắp nhang ông thắp nhang trên cái bàn thờ của vợ á mà ông nói cái giọng cà rung cà rung em ơi em ơi anh biết rồi à, thôi à, anh giữ con anh giữ kỹ cái ông về À, ông, à, ông, ông ông vô ông vô trong mùng lại ông nằm ngủ mà ông cũng sợ lắm nha nhưng mà hai đứa con nằm đó mà ông ngủ một giấc sao mà tự nhiên ngủ được ngủ tới sáng ông ngủ tới sáng cái bắt đầu cái ông cũng đâu có biết cái chuyện gì bên đó đâu ông đâu có biết cái chuyện mà em huy bên bển bị gịch giò bệnh này nọ đâu cái sáng ra ông mới đưa hai đứa con đi học học nó chưa ở giờ mà lần học có một buổi hay các bạn chứ không phải như bây giờ học ngày hai buổi rồi hai buổi không phải hồi đó học có một buổi à đưa con đi học, vô trường, vô lớp rồi, trơn ông đi về, ông đi về ông mới tạt ngang cái nhà của vợ chồng cái ông đó là bảo nội lên vợ chồng chú thứ hai đi, vợ chồng của ba má em Huy á, ông chạy ngang thì ông thấy sao nhà đông quá, người này người kia đều bu lợi, ông mới đi vô, ông đi vô thì ông mới biết là ở nhà đang chuẩn bị đưa em Huy lên trên nhà thương, bởi vì á từ buổi sáng tới bây giờ cái lúc mà tối đó em ngủ bình thường nha tới sáng ra đó ba má kêu dậy mấy anh chị em trong nhà kêu dậy thì em ngồi dậy không được em nói là hai cái chân em quá nhất dội nhất chịu không nổi luôn mà dòm trên cái chân thì không hề có một cái dấu vết không hề có một cái cái cái, cái gì khác hết trơn mỗi thứ nó bình thường mà sao nó đau nó nhất mà nó lăn qua nó lộn lợi. nó chịu không được các bạn mà nó cũng không sưng không xiết gì thì gia đình mới nói thôi bây giờ á không kể tới cái chuyện tối đêm qua mà bây giờ đưa nó lên trên trên, trên bệnh viện trước còn sao đó thì mới đưa đi lên trên bệnh viện nhà thương đó, cái lên trên đó lên trên đó cái chú ở đây là ở chú ở nhà nè mà ba má của em Huy á thì cũng đi rồi cũng đưa em đi rồi và ba em Huy nói để để em đưa con lên chợ anh rồi có gì về em nói chuyện với anh mà nhà tới chỗ nhà thương thì nó cũng gần nó chỉ khoảng chừng ba cái mấy số thôi nó mới đưa lên trên chảnh đưa lên trên chảnh thì người ta khám này nọ người ta mới nói là ta hỏi ta nhắn vô cái giò nó nhấn vô cái chân nó là lấy tay nó nhắn vô các bạn ta hỏi đau không thì nó không đau mà buông nó ra khám nghiệm này nọ thì nó la trời nó ra đau quá đau à mấy em bác sĩ chỗ đó người ta cũng 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 bất ngờ nữa nhưng mà được một cái là khoảng một chút xíu sau nó hết hết nó trơn vậy đó nó không bị gì nữa trơn rồi người thấy vậy đó người ta mới nói thôi đợi chừng tiếng mấy đồng hồ nữa thôi kiểm cho nó kỹ chứ thấy thằng nhỏ thì cũng bình thường lúc đó cái người vợ á là thím hai á thím mới nói với chú hai là anh anh bây giờ anh về lẹ đi anh về anh coi coi là nếu như mà anh anh võng anh còn ở nhà mình á thì anh cởi lợi coi sao chứ em nghi lắm còn nếu như mà anh không có ở nhà mình nữa đó anh chạy qua nhà ảnh hoặc anh ra đồng anh kiếm mà anh anh cởi lại đi chứ em nghi là cái vụ này á tâm linh rồi anh ơi. Chú Hai mới về, nó từ nhà về cũng gần cho nên là chạy ngang thì lúc đó chú giọng vẫn còn ở đó. Vô ông hỏi là con của anh sao rồi? À, nó tạm thời là không có sao. À, bác sĩ nó không có sao anh 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 dẫm ơi. À, anh anh dẫm nào anh vô đây vô nhà em nè, em nói chuyện này với anh chút xíu. Thì vô, vô cái chú Hai mới cởi lại cho chú giọng nghe. Bởi tương tặng lại những cái sự việc nó diễn ra như thế như thế như thế đó tối đêm đó như vậy đó thì lúc này ông chú giọng là xanh mặt liền các bạn bởi vì bản thân ẩn cũng chưa kể cho chú hai nghe là tối đêm qua vợ tôi về đứng trên đầu nằm nó nói là nó làm cho con anh bị hết đi đứng ông đâu có nói được vậy đâu không lẽ ông đi kể cái chuyện hồn ma vợ ông linh thiêng này nọ nhưng mà ông thì cái tính ông tốt chú giọng tính ông tốt khi mà ông nghe chú hai nói vậy á thì chú hai cũng nói thêm. bây giờ thì em nhờ anh. thôi bây giờ anh cũng là chồng của chị 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 Nhị. Anh giờ anh đốt giùm em cái nhang. Kháng giá chị nói là thôi bây giờ em thay mặt em xin lỗi anh nè, à. xin lỗi giùm thằng Huy. Đó, rồi xin lỗi chị luôn, mong là chị bỏ qua, chị đừng có làm vậy tội nghiệp cho cháu. tụi nó không còn nhỏ lắm anh Dũng ơi. À, tôi cũng uh, biết rồi anh ơi thì thôi bây giờ nếu mà anh đã kể như vậy rồi ha rồi đợi tôi về tôi về tôi uh, tôi thắp cây nhang thử coi sao chứ tôi cũng không cũng nghĩ là vợ tôi làm mức độ như vậy đâu thì ông phải nói vậy chứ nói sao các bạn bây à, giờ em cũng cung vàng em vàng gái xong rồi á cà quằn cà quằn sớm giờ các bạn thì cũng gần tới cái giờ mà đưa con đi uh, đưa con đi học về rồi mà lúc đó đó thì cũng khoảng còn một tiếng hơn nữa thấy vậy ông mới giao một cái giọng nằm cái giọng ngay cái hành lang nhà các bạn cột mà nhà của nhà cây mà là nhà ngói đó cột bự bự vậy nè cột giọng vô ông nằm nằm cái ông ngủ buồn ngủ qua ngủ thì khi mà ông ngủ á bà về nữa các bạn mà bà đi từ trong nhà bà đi ra mới ghê chứ bà đi ra cũng mới da ngồi tối vậy đó nghe mà bà không đứng ở sau cái đầu nằm bà đứng ngay trước mặt luôn Bà, mà hình ảnh của bà thì lúc này nó mơ hồ rồi chứ nó không phải là rõ ràng như hồi tối là như ban ngày cái bà xuất hiện ra nó, nó nó không giống như hồi tối nha bà mới chỉ mặt của ông chú giọng đó. bà nói anh à tối ngày ở không quá đi binh vực người ngoài con mình không là binh mà chú giọng lúc đó cũng ớn sợ lắm các bạn Bao nhiêu cái lời nói ông muốn nói Thí dụ như ông nói là ông nghĩ trước đó rồi Lỡ mà mình có nằm mơ, nằm mộng Hay là mình uh, gặp vong hồn của vợ mình á, Thì mình ráng bình tĩnh, mình nói lời cho đàng hoàng Bao nhiêu lời lẽ thì lúc đó quên sạch hết chứ Không còn nhớ vậy chứ Sợ rồi, sợ quýu trơn rồi bao không chịu Bà nói cho nó biết, cho nó biết Rồi xong cái bà đi ra sao Bà đi ra sao mất tiêu Thì lúc này ông giật mình, ông tỉnh vậy rồi á mồ hôi mà cơ không đổ đầy hết trơn cũng y chang như hồi tối vậy đó nhảy ra ngoài ông đứng mà ông dòm vô cái nhà mình rồi nó cũng sợ con cái dẫu sao cũng ban ngày ông mới dòm lên cái đồng hồ treo tường đó các bạn ông thấy là cũng gần tới giờ đón con à thôi ông ra ông dắt chiếc xe chiếc xe đạp ông để bên hông nhà đó ông chạy xe đạp tại vì từ nhà tới trường là khoảng chừng hai cái số à ông chạy ra ngoài đó ông ngồi ông đợi đông người này nọ không đợi quán xá ngồi không nói chuyện với người này người nọ không đợi con thì nói lại từ đó tới chiều á thì cũng không có xảy ra việc gì nhưng mà ở bên nhà của chú thím hai á, thì cái em huy này nè ở chỗ đó nghe tới trưa là người ta cho về rồi nó nhỏ không có sao mà ở trong ở trong nhà thương á nó đi nó đi tới lui tới lui nó hỏi đau không nó hết đau rồi thậm chí nghe nó còn nhảy cả tưng cả tưng cả tưng cả tưng, cả tưng nó giỡn với mấy đứa nít khác á bác sĩ nó không sao rồi cho con anh chị về đi nhỏ không có sao chắc là lúc đó nó, nó nằm ngủ và cái cái tư thế gì đó rồi nó bị co người rồi nó bị tê hay là lúc mà nó ngồi sao nó bị đâm máu này nọ đó chứ không có sao đó thì cũng đưa về tới nó về tỉnh bơ chạy nhảy ngoài xăng rồi cũng vui vẻ ha rồi đi chơi nhưng mà chú thấy mai nó không được con ơi con mới đi nhà thương về mà sao không đi chơi được vô nhà vô nhà ngồi vô nhà ngồi cái trong nhà cũng dắt cam rồi nọ cho uống nha uống uống xong đâu đó rồi trơn vậy lúc đó còn khoảng chừng là 4 giờ chiều thấy vậy cũng ra làm sao nấu cháo cho nó ăn này nọ ha cái nó ăn nó ăn xong cái nó tối các bạn mới giờ khoảng 6 giờ mấy gần 7 giờ tối à nhỏ đau nhỏ đau quá trời đau luôn nó lăn qua nó lộn lội cái nữa nhức quá còn nhức quá hỏi, hỏi sao con nhức mà con đau chỗ nào nó nói là nó đau đau nhiều cái chân phải cái chân trái ít đau là cái chân phải là cái chân nó đá em em dạt bắt đầu ha nó sợ quá rồi các bạn cái mới chạy lên cái nhà của cái ông thầy cúng ông này là ông thầy cúng thôi nhưng mà ông biết chút xíu về tâm linh à, hay là coi bói này nọ biết chút biết chút đỉnh nha à, nhưng mà ông cũng không phải hành nghề à, trong làng trong xóm À, bà con lối sớm này nọ hay thân thuộc rồi đó tôi nói cúng trai hay hoặc là đám ma đám gì cũng cũng mời ông qua để ông cúng kiến vô ông liệm xác này nọ là ông làm cái đó rồi nhưng mà ông không hành nghề là thầy pháp gì cả Nó như đón ra ông đón thì cũng người này trúng người kia trật con cái là nói về tâm linh nói về bồ phép á thì ông có biết chút xíu nha cái ông mới đi qua mời ông qua kêu ông coi giùm ông đi qua ông đi qua cái ông hỏi nhà này ai tuổi thí dụ như ông ai tuổi dần đó. rồi ai tuổi uh, um, rồng ví dụ như vậy ông nói hai ba cái tuổi như đó thì ông trong nhà nói rồi có 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 đứa chị nó là tuổi đó tuổi đó vậy đó thì ông nói thôi cho mấy cái này đi ra ngoài chơi đi ông kêu cho ra ngoài chơi đi còn mấy người tuổi khác thì cứ ở đây đó. cái cũng có chú bác của, của 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 em Huy nữa là anh đầu đó của uh, chú thứ hai Mới ngồi trong đó thì ông thầy ông nói cái ông này bảo gọi tạm thời gọi là ông thầy nha ông nói hồi đợi chút xíu nha tôi về nhà tôi một cái rồi tôi chạy qua cái ông mới về ông về cũng mới lấy qua chai nước làm chai nước đó ông có sơn bùa các bạn cái ông đem qua ông đem qua thì ông mới kêu cái thằng nhỏ lại em huy á bồng nó ra ngoài đây kha bồng ra phía sau nhà bếp đó các bạn chứ không có cho ngoài nhà nhà trước nha bồng ra ngoài đó ông mới kêu ngồi xuống đỡ cho nó ngồi xuống rồi hỏi nó còn nhức còn đau không nó nói còn mà ít lúc bỏng qua cái ít lại thì ông mới nói như vậy gia đình là nghi là 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 là, là nhị đúng không thôi thím nhị thì cái bữa đó tôi cũng qua để chôn cắt thì ông qua ông chôn cắt cái cáo phó đó ông biết tên tuổi ông biết ngày 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 ngày, ngày tử đâu biết hết trơn à xin ngày mấy mất ngày mấy đâu biết hết trơn à ông mới giang ông giái ông gái xong rồi ông mới nói là thôi thím ơi ơi à, thôi cháu ơi chứ ông kêu là cháu ơi, thôi cháu ơi, cháu bỏ qua đi, mấy đứa nhỏ nó không biết mà nó đá con của cháu á, một đá như vậy mà cháu làm cho nó đau cả quằn quại cả ngày trời như vậy á, là cũng đủ lắm rồi, thôi nghĩ chú, à, cháu bỏ qua đi, à, gia đình của ba má thằng Huy nè cũng khó khăn phải đi bằng thuê bằng mướn nuôi mấy đứa con rồi bây giờ á cứ để cho thằng nhỏ nó đau về hoài thì ba má nó ở nhà nó chăm sóc rồi đi bằng thuê bằng mướn gì được tiền bạc đâu nuôi đối tội nghiệp thì con của cháu á cũng có mấy cái đứa cũng hai đứa cũng gần tuổi với mấy đứa em của thằng huy thôi nghĩ thương bỏ qua đi con Ông nói vậy đó nha Ông nói xong hết trơn rồi thì không biết là lúc đó ông thấy hay không và ông có gặp cái hồn ma của thím nhị trả lời là được hay không nhưng mà sau một hồi ông nói đâu của 15 20 phút vậy á thì ông mới quay lại ông cười ông cười xong rồi ông mới nói với gia đình ông nói cổ chịu rồi mà bây giờ tôi cho thấy nè nghe ông mới lấy cái nước cái nước bùa đó đó các bạn rồi ông mới thấm một miếng nước ông mới kêu là ba của em em, em huy á là giữa cái mặt rồi dòm thì mới thấy ba huy cũng nghe lời ông và giữa cái mặt xong rồi tưởng đâu là thấy hồn ma của bà nhưng mà ông nó không phải mày dòm đi đâu vậy mày dòm vô cái giò con mày nè cái thím hai thấy vậy nó vậy thề thầy, thầy cho con thấy nãy con nghe thầy nói tưởng đâu thầy là dòm thấy cái cái cái, cái dòng hồn của của chị nhị con cũng sợ con cũng dám dòm nhưng mà nếu mà giờ bây giờ con con thì con con muốn dòm mẹ mà thương con Ừ cũng được Ông mới lẩm nhẩm lẩm nhẩm bóng dái cái gì đó Sau khi mà đỡ cho thiếm với, chú hai đó ha Hai chồng giữa mặt bằng cái nước đó rồi đó Ông mới lợi ông lấy nước ra rồi Ông, 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 lăm khắn như bùa chú vậy đó các bạn Ông mới búng Ông búng ngay trong không phải phun Ông búng Búng vô trong cái cái cái, cái chân của em á Em Huy á Búng hai chân luôn Ta nói các bạn hai vợ chồng dòm vô mà ta nói xanh mặt cái dấu của nó là cái dấu gì các bạn cái dấu giống như cái tay mà bấu vô á hai cái tay của người lớn mà bấu vô cái giò của đứa con nít mà ta nói nghe cái lằn nó nổi lên không phải là cái lằn màu đen hay là cái gì hết trơn á mà nó màu xanh y như thể là các bạn thấy con nít mà hồi đó đi hay ra hè chơi mà vô xong chạy vô trong nhà là bị ma chó cắn cái giò xanh 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 đó các bạn đó y chang vậy đó nhưng mà nó ra cái hình thù của một cái bàn tay quấu lợi nha chứ không phải là cái bàn tay xè đánh vô nha cái bàn tay quấu vô cái giò hàng gì nhỏ nhất cái hai chồng gặp là xanh mặt hết trơn rồi ta nói xa lìa xa lìa hết trơn nó chị, chị 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 nhị ơi con em nó không biết thôi chị thương tình chị bỏ qua dùm chị nhị ơi em lại chị em giang chị em xin chị đó thì ông thầy mới nói thôi nó chịu rồi nó bỏ qua rồi nó bỏ qua đó rồi, yên tâm đi rồi xong chồng mà lấy đồ cho tao mà vô chồng hai bay vô nhà đi đem cái gì ra cúng cho nhị cái đi nó đem ra cũng muối gạo này nọ như chút xíu qua bánh trái nó cúng cúng cho bà rồi cái mới khăn vái vậy đó hồi sau cái ông kêu nhỏ đi vô đi con con vô rồi con sống rồi con vô đi dắt nhỏ vô nhà hai vợ chồng ngoài đây vẫn còn cúng nha mấy đứa anh chị thì giữ em ở trong nhà đó thì lúc đó hết đau rồi hết đau rồi đi tới đi lui mà bình thường rồi đến khi mà vợ chồng của chú thím hai á cúng kiến xong rồi mới dắt ông thầy đi vô cái ông thầy nó mà chỉ, ông chỉ là bé huy á nó là vợ quần dở quần lên coi tên anh nằm sát nuôi á dở quần lên coi coi có còn không vẫn là cái nước đó nãy giờ là chưa có giữa mặt khác nha vẫn là cái nước nó nãy giữa xong rồi lại giờ giờ không thấy yên tâm đi nó bỏ qua rồi đó nhưng mà tao nói bay nghe nha chỗ bay cũng con cháu tao về tâm linh á thì đôi khi không phải là gặp cái dòng nó giữ là phải nhào vô đánh đập rồi, rồi rồi rồi, bắt nó này nọ đâu được vậy có nguyên do này nọ cần thiết không cần thiết đầy đủ hết mà cũng may á nha chứ cái sức của tao với dòng hồn bình thường tao cũng đuối rồi mà cái dòng hồn của vợ thằng thằng giống ông không kêu là là là, là hai nhị hay gì đó không kêu mà ông nói là vợ thằng giống cái dòng nó dữ lắm à. chứ không phải vừa đâu khơi khơi thì tao làm không lợi nữa đâu bởi vậy nãy giờ tao xin không à vợ chồng mày nhớ nha dòng nhỏ này mới có hơn 49 ngày mà nó dữ dằn vậy nè đừng làm gì đụng chạm tới cái gia đình của, cái thằng 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 giống hết trơn nha cái chú hai mới nói trời ơi bác ơi bác con hồi nào tới bây giờ cũng quý gia đình của anh giống có, có, đụng chạm gì đâu mấy đứa nhỏ nó không biết thì ý tao biết tao nói bay nghe vậy để cho bay giữ con nó kỹ kỹ chút cái tính của vợ thằng Võng hồi khi mà còn sống đó là nó cực kỳ binh gia đình không ai đụng chạm với gia đình nó được hết trơn thì khi nó mắc á nó không siêu thoát mà cái chấp niệm nó còn ở trên đây ha là kể như máy bay con cái máy bay mà đụng vô con cái nó là nó làm dữ lắm nhớ nghe rồi xong rồi cái ông mới sáng bữa sau ông mới đi qua bên nhà chú giọng ông, nói, ông mới nói giọng mới giọng tao thấy đó giờ mày hiền lành tao thương mày tao mới kể cho mày nghe cái này mà ông kể là ông dắt lên chỗ khác kể nha chứ không có dám chỗ đó kể đó ông mà còn cỡ đó đó các bạn còn sợ vậy đó ông mới dắt qua chỗ khác vô mấy cái chỗ mà ông nghe, là theo như ông là, 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 là cái dòng hồn của của, của uh, thím nhị á là không thể nào nghe hay hoặc là là, 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 là gần được Ông mới kể là toàn bộ cái sự việc Ông nói là vợ mẹ Linh lắm Thì lúc này Với cái lời chia sẻ chân thành của cái ông thầy Chú giọng mới thiệt tình kể lại là những cái ngày Đó đó Qua ông kia rồi đó Thì ông nằm mơ làm sao Và trước đó thì em 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 giạc Em giạc là Nằm mơ thấy mẹ làm sao làm sao Rồi nó ra đứng nó tiểu Thấy mẹ đứng sau lưng nói làm sao Ông gặp hai lần vào ban đêm và ban ngày như thế nào thì đều kể hoàn toàn những cái điều đó ra cho ông thầy này ông nghe thì khi kể cho ông nghe đó ông có khuyên về ông nói là vậy là vợ mày lính quá rồi ít có trường hợp nào vậy lắm mà không khéo chấp niệm nó mà nó ở lâu cũng vậy đó nghe có khi là sau này nhiều năm nó thành quỷ đó, lúc đó là tội cho 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 mày và cũng tội cho nó đó cái hồn ma rồi, họ đã hóa thành hồn ma rồi cái lúc sống á mày đó cười cặn bên mày khuyên biết bao nhiêu còn không được chứ đừng nói lúc chết. Cái lúc chết là 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 cái 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 đầu của người ta giống như là cái, cái 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 kêu bằng cái gì các bạn? Kêu bằng cái cái, cái lý trí của người ta đó gần như là nó nó, nó không có rồi. Người ta chỉ biết là ờ à, cái chấp niệm của người ta nằm ở đó là người ta Lâm sâu vào cái chấp niệm đó bởi vậy những cái, cái 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 câu của những cái người cái vị sư này nọ nó nói thì cũng rất là có lý tôi nói cái 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 nghiệp á nhìn nó nhỏ vậy đó nó giống như một ao nước nhỏ vậy thôi rất là cạn nhưng mà khi mình bước xuống nó chỉ bước xuống rồi á thì cái người trong cuộc á, rất là khó giúp cái chân lên mà nó càng ngày nó càng sâu sâu vào trong cái cái, cái nghiệp báo đó thì cái, cái, cách mà ông thầy ông nói với lại chú Võng nghe là như vậy đó thì ông muốn khuyên ông nói nè Nà, con nè con vô á con đi chùa con nhờ mấy sư có chỉ cho mấy cái bài kinh cầu siêu này nọ là con về con tụng cho vợ con nghe Đã, ông chỉ dữ lắm chú giọng này cũng thương vợ thậm chí chú giọng còn đi đến cả chùa luôn để nhờ mấy sư về cầu siêu giúp rồi cũng dầm rộ là là một tuần nào cũng cũng cầu nghe cầu cho đến hết 100 ngày tuần nào cũng cũng cầu thắt nào nó kiểu là cũng giống như là cúng thắt thì nó qua rồi nhưng mà ông cứ cúng theo kiểu cúng thắt vậy đó cứ ngày đó là mời mấy ông sư về tụng niệm tụng niệm dữ lắm cho đến khi mà mấy ông thương đi rồi hết trơn qua hàng trăm ngày rồi làm cái mâm cơm cúng mời cô bác hàng xóm lợi này nọ xong ăn uống rồi rồi cũng tưởng đâu rồi yên rồi mà không ngờ các bạn còn nữa không đi cái lần mà mỗi lần á hồn của tiếp nhị mà hiện về á là hầu như có cái chuyện không đâu chuyện nó nó nó, nó 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 còn ghê hơn là cái lúc mà mà tiếng còn sống thì cái bữa đó anh dạy ở ngoài các bạn ở cặp ở nhà của ông uh, chú á là cái khoảng cách từ nhà chú Võng tới nhà của ông bà nội đi bảo nói vậy ha là 70 thước từ đầu câu chuyện bảo giới thiệu rồi là cái khoảng trống cái khoảng trống em thì lúc đó trong đó nó cây cối nó mọc nhiều quá đi thì cái người chủ đất á chủ đất đó là uh, chú dũng không phải chủ đất cái người chủ đất đó mới kêu là những cái ông thanh niên trai tráng trong xóm mà đi làm thuê mướn nè kêu lợi đâu cũng bốn ông à, thì bốn ông này lợi để mà đốn những cái cây đó móc gốc này nọ hết trơn đó, thì trong số bốn cái ông này á thì có một cái ông đó là ông có một người chị đó cái chú này bảo sẽ gọi là chú dũng đi thì cái người chị là 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 là, là, là cô Liên à, thì cái cô Liên này á cổ tuy là chị chị nhưng mà lúc đó là cổ khoảng chừng là 24 tuổi còn cái à, chú Dũng á là 22 tuổi nhưng mà chú Dũng có vợ rồi cô Liên thì cái bề ngoài nó hơi xấu một chút xíu à, chưa có chồng đó thì khi mà qua đó màn chú Dũng này mới nói với ông chủ đất á. ông nói vậy cho mấy cái củi này nè à, tính làm sao đó, thì cái ông chủ đất mới nói củi lớn á thì tao lấy để lợi cho tao để tao cưa rồi tao có này nọ tao đem ra nhà cưa tao cưa còn củi nhỏ củi nhánh đó các bạn như cái cây thì biết bao nhiêu nhánh nhỏ mà nói thì thôi tao thấy uh, dũng mày đó giờ cũng mặn cho tao nhiều mà tao cho đó mày kêu ai qua chặt nhánh đi thì người ta cho mình mình tự chặt rồi ba cái nhánh này ba cái lá khô này nọ đó ha hay mặc cái lá nhá xanh rồi đó thì mình phải biết là tự gom vô trong bao nọ mình đem đổ đó thì do là cây nó nhiều móc gốc rồi thêm mà chặt mấy cái nhánh đó đó bởi vậy là 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 cô liên á cổ mới qua cổ chặt mà tao nói chặt hai ba ngày trời lâu xí nhới nó bốn ông đàn ông đốn mà cái một người đàn bà chặt nhánh mà làm gì mà chặt uh, kịp mà chặt nổi mà cái tính cô liên này thì tham công tiếc việc có làm dữ lắm thì chưa có ăn cơm dội cái cậu làm cậu làm quá các bạn thành ra là là, cái sức khỏe của đàn bà mà cái tướng cũng hơi ốm miếu cho nên là là, là làm quá cái bữa đó đó mấy cái ông đàn ông nè ông thấy trời chỉ mưa rồi trời cũng nhá như em chỉ mưa rồi ông mới nói là thôi đi về không có màn bữa sau phải màn mất công mưa mà màn khó cái cô liên người cô nói ừ thôi em dũng nghĩ nghĩ với mấy anh đi, còn còn chị thì chị chị chặt À, được mới nào hay mới nấy mà củi hồi đó quý củi đó quý lắm chứ không phải như mình giờ người ta lần nhà có khó, khăn lên thanh nấu đồ củi không à mà chặt cái nhánh này là biết bao nhiêu thứ củi mà nói thậm chí mà mà chụm không hết cũng có thể bán đó mà cổ dáng cổ chặt tại vì cổ sợ nhầm khi có vài bữa nữa đó cổ suy nghĩ trong đầu là những khi nhà bữa nữa là có cái người này người kia người ta lại xin rồi ông chủ cũng lại cho rồi là, là mình cũng ít phần lại tại đang nghèo khó mà các bạn người ta cho là gián chặt cái con màn quá sức đi bữa đó là mấy cái ông chú dũng này nọ nè với mấy ông kia đồ là cũng đi lúc 11 giờ mấy á thì bà cũng ra bà ngồi cô cô liên bà cũng ra bà ngồi bà ăn cơm bà nước xong rồi bà vô bà màn tiếp bà chặt chặt bụp như đó thì hồi đó ở trong sớm chòm hay là dưới quê ông bà mình hay nói á trời mà chuyển mưa sấm sét là không có nên cầm dao cầm dao mát này này nọ nằm khi nó dẫn xét các bạn rồi xét đánh trúng cái chú giọng á ổng mới nghe tiếng bụp bụp gió cũng giông nhưng mà cũng nghe được cái tiếng ổng mới quay sang ổng dòm thì ổng thấy cô liên mà cô liên này ở cách nhà ổng này độ khoảng chừng hai 200 thước hà nhà thì thì, thì thì, thì thì khó khăn nhưng mà người ta đàng hoàng lắm cái chú mới nói à, liên ơi trời chỉ mua sắm chớp đi đùng vậy mà em chặt gì em thôi ngưng đi rồi à, về nhà không kịp thì thôi à, vô nhà anh nè à, đục mưa rồi rồi hả về cái cô liên đó các bạn cổ đâu có biết cái gì đâu cổ nghe nói như vậy thì cổ muốn quay sang cổ trả lời nó dạ được rồi à, anh dõng ơi em, em dán em chặt chút xíu nữa chừng nào mưa thì, thì em chạy về luôn ướt ước không sao trời đất ơi mưa gió mà cô cầm dao em cầm dao em chặt vậy nó nguy hiểm lắm dạ không sao đâu không sao đâu thì, thì anh nói rồi đó lỡ mà có mưa rồi đó nha không có được cầm dao đi vòng vòng nghe trời sắm chết dữ lắm lỡ mà trời có muốn mưa chạy vào nhà anh đục mưa xong hết mưa rồi về dạ dạ cảm ơn nha anh giống thì hai người ta nói chuyện vậy có gì đâu đó thì lúc đó trời là cũng cỡ là mười mấy gần 12 giờ trưa rồi các bạn thì bắt đầu mưa mưa mà cũng cái cái, cái, liên này cũng dán cổ chặt dán cổ chặt thêm chút xíu nữa cái chú giọng ông nghe rầm rầm mà con cái ông trong nhà đó hai đứa nhỏ ta nói nó 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 nó, sợ mà nó ngồi nó yếu lại với nhau nó sợ của ba ba ơi sợ của ba ơi này nọ nó trời ơi cô liên này có tính ông thương người cái ông mới đi ra ông đi ra ông nói liên ơi liên em vô nhà anh trời ơi sắm chớp vậy mà cầm cái dao giục cái dao xuống đó đi mắt anh đền cho thấy ông anh chú giọng ông nhiệt tình quá đi cái cô liên cổ cũng là dạ 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 thấy trời mưa cũng lớn rồi thôi thôi, thôi không có dán được nữa cổ mới giục cái cái, cái cái, 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 dao xuống nó giục cái dao xuống mà giục thì cái kiểu mà nói tiếng giục là giục vậy thôi chứ thật ra cái người đó ta quý lắm con dao này nọ nó cũng tốn tiền mua mà cổ mới giục lại trong một cái chỗ là sát một cái gốc cây mới vừa bứng lên rồi cổ mới lấy mấy cái lá này lá kia cổ, chậm lại thậm chí cổ lấy cái cây cổ cắm xuống để cổ nhớ và thêm một cái nữa là cái cây đó cắm xuống như vậy là người ta cũng sẽ biết cái điều gì đó người ta không bước trong đó cái dao thì nó cũng đâu có đạp đất giò đứng này nọ mà đâu có ai qua đây đâu thì sẽ cái mưa rồi mưa rồi mà bữa đó mưa là tôi nó chuyển đen trời cho nghe mịt mù trời đó á cái cổ tối hù tôi hệt là ban ngày mà nhìn tôi hù tôi hệt là cậu mới chạy vô cậu mới chạy vô cái cậu chạy trong nhà thì cậu gặp hai đứa nhỏ đi cái mưa đó cũng cũng, cũng, cũng bắt đầu là 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 là, là rồi rồi vậy đó, đó rồi lớn rồi đó cái chú giọng á ổng mới nói hai đứa con chào chào gì đi thì hai đứa nhỏ nó cũng chào gì vậy ừ hai đứa ngoan quá thôi em đục mưa ở ngoài đây được rồi rồi anh anh võng ơi ở ngoài đó nó cũng tạc nè cô vô cô ngồi ở đây với hai đứa con nè có gì đâu đừng ngại mà thôi chân cẳng em nó dơ dữ lắm nhà anh nhà nhà gạch 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 tàu đó các bạn không công dơ thôi dơ chút xíu anh lau không có gì chân anh vô ngồi đi em vô đi cô vô đi cô vô vô đi gì vô đi vậy vô, vô, vô ngồi đây đục mưa là gì hết mưa rồi hay gì hết về thấy hai đứa nhỏ nó nói vậy Cô Liên cậu cũng mừng các bạn, cậu cũng biết thừa, biết cái tính tình của ông chú Võng này, ông, ông tốt, thương người. Cái cậu mới vô, cậu mới vô nha, cậu vô, cậu mơ cái đầu cái ông chú Võng mới nói như vậy, chứ ăn cơm nước gì chưa. Ông mà bộ hỏi vậy thôi, chứ ông biết thừa là cái cô Liên này ăn uống qua lo lắm, ăn dùm khi cơm với khô quẹt. Rồi ở đây đi, sẵn bữa, à, tôi cũng sắp sửa ăn cơm nè, mưa lớn vậy còn lâu lắm mới tạnh bây giờ tôi cũng ông sợ là cô liên ngại ông mới nói là tôi cũng là chân tay cũng dở lắm nhờ cô nhờ em sẵn qua đây em giúp giùm anh là là, là em đút cơm cho mấy nhỏ ăn giùm ta nói hồi đó các bạn tại sao mà chú giọng ông tốt thì ông tốt nha nhưng mà ông đối xử đặc biệt với lại cô liên là bởi vì á, ba má của cô liên là ông bà tám hồi đó cực kỳ thương chú 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 dõng luôn mà cái lúc mà nói thương chú dõng là cái lúc đó chú dõng còn nhỏ xíu à mà nhà nghèo nữa lúc đó nhà chưa có gì chưa có khá thương lắm các bạn ta nói có cái gì vậy cũng kêu qua ăn hết á rồi bệnh hoạn ốm đau một tay chạy đôn chạy đau chỉ có cái lúc mà khi mà mà ông chú dõng này nè ông cưới uh, uh, thím nhị về á thì thím nhị nói năng hơi hổn cho nên là ông bà tám dòng mới không thèm ngó đó còn bản thân của chú giọng là luôn luôn thậm chí là ba má của chú giọng luôn rất là nhớ cái ơn của ông bà tám nhưng mà từ khi mà ông bà tám giận rồi đó nhà khá khá qua giúp đỡ này, này kia để màn ăn không chịu ông tám nói tao nghèo nghèo danh dự tao có tao như vậy nè mà tao bị con vợ mày nó nói nặng nhẹ tao mà trong khi chuyện đó tao không có sai ông giận không chịu nó tao nghèo để cặp đắt tao ăn chứ tao không nhờ giúp đỡ mày đâu Má công con vợ mày nó qua nó, nó 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 xài xể tao nữa đó bởi vậy là bản thân của ông chú giọng ông luôn dây dứt trong lòng bây giờ ông gặp con của cái người ăn mình á cực khổ ngoài cái bên nè mà ông giúp không được tao nói ông 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 tám ông ông giận nó, nó là cỡ nào cỡ nghe bay cỡ nào cỡ mà, mà thằng giọng đó, nó giúp cái gì đó. bay cũng không có được mà, mà 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 mà, nhận nghe bay nhận một cái mà đừng vô nhà tao đó. nhưng mà thật ra là ông tám giận nó vậy thôi chứ ông cũng còn thương chú 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 giọng Ông muốn người ta nghĩ là một lần thím nói những câu ghê lắm. Thấy nhà sang bắt hoàng làm họ hả, thấy chồng tôi khá giả rồi cái 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 bu bu lại kiếm uh, nịnh nọt, nịnh hót kiếm ăn hả. Bởi vì nói cái đó nặng lắm các bạn. Ông tá không giận mà nói nhiều lắm chứ không phải một cái lần đâu. Cái trở lại cái, cái cái lúc này nè. Là chú dõng muốn vô làm sao không lấy đồ ăn ngon lên. Như là không có dở gì ông kiếm được cái cơ hội để mà 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 mà, mà, mà làm một cái gì đó để cho đỡ cái dây rứt trong lòng mình á ổng mới xuống ổng lấy đồ ăn đồ đó thời đó mà ăn thịt đồ cũng đâu phải chuyện đơn giản ông lấy thịt rồi cái ổng mới kho nấu canh đang nấu ở dưới đó các bạn thì như nấu cũng chín rồi mà ổng đem cho ổng hâm á thì ở ngoài trước nè ta nói cô liên á cổ mới ngồi theo kiểu cũng vuốt vuốt đầu này nọ mà trời lúc đó thì đâu có điện trong nhà đâu có điện nhà giàu nhà khá khá chứ cũng là xài đèn dầu không à mà trời ở ngoài tôi hồ tôi hịch vậy ha tự nhiên lúc đó cái đèn dầu nó tắt đi vậy tôi thui chân nó tôi thui chân hai đứa nhỏ nó mới sợ nó mới nói gì gì liên hay gì liên dì đốt đèn giùm con nó tối quá thì cô liên cũng mới đứng dậy cô đứng dậy cô định đi lại chỗ cái bàn thờ cô lấy cái hộp quẹt cô đốt cái 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 cái, đèn dầu lên thì cô mới bước có hai bước tao ta nó bà hiện hồn ra bà đứng ngay chỗ cái cái cái, cái 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 cái, tủ thờ các bạn bà đưa tay bà chỉ vô mặt bà trợn mắt lên bà đưa bà chỉ mặt cô liên vậy nè trời ơi cô liên bò không la làng lên bò ra ngoài mưa thì hai đứa nhỏ nó sợ quá đi nó mới la lên la lên thì chú giọng ổng mới chạy ra nó gì vậy gì vậy gì vậy gì vậy ổng ra tới nơi thì cô liên nó chạy mất tiêu rồi chạy ra cái đường nó cứ liên cô liên chạy quá trời kìa ổng mới, mới chạy theo ổng chạy theo cái, cái cái cô liên nó cũng sợ quá có đâu có dám mà chạy thẳng một mạch về nhà đâu có chạy tới nhà của gần đó đó cũng nhà cũng quen biết này nọ cũng chạy vô cũng rung lẩy bẩy mình mẩy ướt nhẹp chân té mình mảnh mình mẩy sình lầy hết trơn luôn hỏi cổ cái gì cổ sợ cổ không dám nói cổ điếng hồn điếng dí trên trơn rồi mới đưa cổ về nhà đưa cổ về nhà rồi chú võng ổng nhớ là hai đứa con không còn ở nhà nữa ông ổng mới nhờ cái người chủ nhà đó, đó đưa đưa cô liên qua bển rồi có gì cho ông hay không, đó thì ông ở nhà ông chăm sóc hai đứa con ông chờ đợi chờ đợi coi là là, là cái người cái người chủ nhà mà hồi nãy cô liên chạy vô đó có quà cho ông hay của cần sao ông nôn nao ông, ông sợ nhưng mà bây giờ ông không thể nào ông bỏ hai đứa con ở trong nhà được à, rồi thì không biết á, là mọi chuyện nó sẽ tiếp diễn như thế nào bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào hôm sau về một câu chuyện người vợ ma rất là ly kỳ và hấp dẫn nghe cũng rất là rùng mình đó các bạn à, còn bây giờ thì bảo xin chào à, chúc mọi người có một đêm ngon giấc hẹn gặp lại vào clip cái chuyện tối mai nhé